bạn hơi hơi yêu cầu cao quá. Em thấy mình có đáp ứng được không? Dạ, dạ chắc được. Cao quá mà chắc được, rất là tự tin, không vậy cần là nó cũng suy nghĩ. Hơi cao rồi nha. Nhưng mà đừng có cà phê nhiều quá, đừng có ngày nào cũng đi. Em bán cà phê mà em không cho người ta đi uống cà phê vậy là cái quán cà phê của em ai uống? Dạ, em chào anh Nguyễn Linh. Chào. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh. Anh tên là gì? Dạ, em tên là Cao Minh Trí. Cao Minh Trí? Dạ, năm nay em 29 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên tư vấn bán hàng. Xin mời bạn nữ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào anh Quỳnh Linh. Chào mọi người. Dạ, em tên là Tuyết Trinh, năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi, Tuyết Trinh hiện đang làm gì? Dạ, hồi xưa em có đi dạy, nhưng mà bây giờ em nghỉ rồi. Dạy gì em? Dạ, dạy. Em dạy tiếng Anh. À, giỏi nha. Vậy là giỏi lắm đây. Bây giờ hiện tại thì công việc của em là làm gì? Dạ, em đang phụ mẹ bán cà phê ở nhà. Dạ. Nhưng mà em bán cà phê mà em xinh đẹp như vậy, mà mình lại có trình độ, có kiến thức nữa, mà không có tìm được một người đàn ông cho mình sao? Dạ, tại vì em bán bàn là cho sinh viên nhỏ tuổi hơn. Mà em không thích nhỏ tuổi hơn. À, không thích nhỏ tuổi hơn hả? Em muốn người đàn ông của mình lớn hơn mình bao nhiêu tuổi? Dạ, em thích lớn hơn mình 3 tuổi trở lên. Lớn hơn 3 tuổi. Bạn kia 25 tuổi, bạn bao nhiêu rồi? Dạ, em 29 không? 29. Vậy được rồi, 4 tuổi được đấy không? Rồi, quá đẹp luôn rồi. Hợp lý rồi đấy. Dạ, đúng vô khoảng. Anh nghĩ rằng cái nghề nghiệp của em á, hàng ngày tiếp xúc rất là nhiều khách hàng. Thậm chí là em ăn nói phải rất là có duyên. Anh không tin là em chưa có bạn gái. Em có một cái tính mà nó vừa là ưu điểm mà nó là nhược điểm của em luôn. Là em kỹ tính. Kỹ là sao em? Là em chọn rất là kỹ. Em có những cái tiêu chuẩn của em. Tiêu chuẩn em như thế nào em nói luôn. À, đầu tiên phải chọn về ngoại hình trước. Dạ, tóc dài. Tóc dài. Dạ, mắt to, mặt tròn. Dạ, da mặt phải đẹp một chút. Dạ, giống em vậy nè. Trời đất ơi, cái gì dữ vậy? Còn cái gì nữa? Dạ, số đo ba vòng nó cân đối một chút. Cân đối? Dạ, đúng rồi. Mấy? Dạ, em cũng biết, em chỉ cảm thấy cân đối là được thôi. 60 đều đi ha. Dạ, 60 đều quá. Thường nó giống cái đồng hồ cát thì tốt hơn. À, đấy, tiêu chuẩn đây hơi cao nha. Em thấy bạn hơi hơi yêu cầu cao quá. Em thấy mình có đáp ứng được không? Dạ, dạ chắc được. Cao quá mà chắc được, rất là tự tin, không vậy cần là nó cũng hơi cao rồi nha. Vậy em có những cái tiêu chuẩn gì về bạn trai của mình không? Mình phải đáp trả lại bên kia chứ. Dạ, tiêu chuẩn bạn trai của em á là gương mặt á thì phải như là Quý Bình, cao như Bình Minh, còn tính cách thì phải như anh Quyền Linh. Ủa, cái tính cách giống anh Quyền Linh là tính cách sao em? Dạ, tính cách vui, hài hước. Vậy có thể hợp rồi đấy. Anh nghĩ rằng hai bên đưa ra thì thấy nó cũng xem với nhau. Mặc dù có gì bên đây đưa ra hơi khó, nhưng bên kia tự tin là ngon. Bây giờ em không thích cái gì, em tối kỵ cái gì ở người đàn ông của mình? Dạ, em không thích người đó tính toán. Dạ, không thích người đó là hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không. Có, nhưng bên đây có tính toán. Bên đây tính rất kỹ luôn. Kỹ lắm đó mới đưa ra tiêu chuẩn như vậy đó. Tính kỹ và kỹ tính kỹ luôn. Người ta đã giao lưu từ đầu rồi. Dạ, thật ra tính kỹ thì nó cũng tốt vậy. Tại vì khi mà em đưa ra những cái tiêu chuẩn vậy á, để giống như là đi một quãng đường nó dài hơn, chứng tỏ là em có cái sự nghiêm túc. Chính xác. Ở cặp đầu tiên á, ở cặp đầu tiên anh nghĩ rằng có một cái cũng rất là lạ mà rất là quen, đó là gì? Khi lấy nhau rồi thì tiền vợ phải giữ. Còn ở cặp này chúng ta quan niệm thế nào về vấn đề đó? Thì nếu mà hai người lấy nhau thì nó sẽ có những cái nhu cầu, như những cái tiền chung chẳng hạn, chuyện nấu nướng hay là những cái sinh hoạt trong gia đình. Thì cái đó thì em có thể gọi là đưa hết cái phần đó, nhưng mà cũng phải có chút xíu để lại cho em. Ví dụ em cà phê, cà pháo này nọ. Nhưng mà đừng có cà phê nhiều quá, đừng có ngày nào cũng đi. Em bán cà phê mà em không cho người ta đi uống cà phê vậy là cái quán cà phê của em ai uống? Kỳ lạ, bán cà phê mà không cho người ta đi uống cà phê. Các bạn mình khuyến khích đàn ông phải uống cà phê nhiều thì em mới bán được chứ. Dạ, tại vì người ta tới quán cà phê em uống được, nhưng mà em không thích người khác tới quán cà phê khác mà cứ la cà ở ngoài quán hoài. Em có hay là cà quán cà phê không? Dạ, thật ra cái đó cũng sao anh. Thật ra cà phê của em uống ngày nào cũng mẹ em pha không à. Bây giờ nói em nè, cái tiêu chuẩn về người phụ nữ, những cái điều gì mà em không thích? Dạ, cái điều em không thích nhất á, đừng có xe xua đua đòi quá, chân diện quá.
Thôi được rồi. Lại là còn cái giờ nữa xem là... coi. Còn nữa, khoan, còn cái nữa nè. Đừng có bị cuồng mua sắm quá anh. Em thấy vậy nó lãng phí lắm mà anh không thích người lãng phí. Anh này có vẻ khó chịu dạ. lắm đây nè. Rồi qua coi mặt đi. Bây giờ nôn nóng lắm rồi đó. Dạ, em chào chị. Sao chị nhìn em chăm chú thế? Nhìn cái con người này sao mà đòi hỏi nhiều quá vậy? Có quyền, dạ, có quyền. Tại hơi kỹ chút chị. Em đứng lên chị coi coi có cao được trên 1m68 không? Dạ, nói chung là từ 1m68 trở lên. Đẹp trai chứ bộ. Đẹp trai, hẹn giờ hồi nãy tôi có nghe câu da mặt đẹp giống em nữa. Trời ơi. Dạ, nó em hơi tự tin chút. Em là chị thấy uống Milu ăn luôn cái hộp á. Nhưng mà chị nghĩ là được, chị thấy hai người rất là xứng đôi. Nhưng mà bớt khó chút xíu đi. Dạ. Nha. Nói lời chị đâu, chị khó lắm. Dạ, em cũng cố. Nói chung là cũng có một cái, có cái nội lực không, có cái nội lực để đưa ra cái yêu cầu. Nói chung dạ. cũng được, không có đến nỗi sợ tôi qua cái tôi thất vọng mà cũng không có thất vọng. Đẹp trai, kìa, quay bển kìa, mặt đẹp đó. Hello. Mặt láng đẹp hơn kia nhiều. Chị bỏ vậy. Không, em tự tin đúng á. Đúng không? Đáp đứng hết tất cả những yêu cầu. Tất cả mọi thứ. Nhưng mà thấy một cái khó. Dạ, hơi khó. Nhưng em thích người khó, thích người dễ dãi. Dạ em thích vừa vừa thôi, cũng đừng khó quá, đừng dễ quá. Bây giờ anh sẽ bán chuyện đó nha. Chắc được. Vụ này được. Ngon. Dễ thương. Vấn đề chỗ là mình bớt hai bên giường nhìn chút sao. Chút xíu bớt khó thôi ha. Dạ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nha. Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp gỡ nhau. Xin mời, kéo màn lên. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Bắt đầu. Chào em. Dạ chào anh. Có hai bên có quà luôn ta. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Anh có phải là mẫu người thích chiều chuộng bạn gái không ạ? Thật ra thì anh cũng khá là ga lăng và chiều chuộng. Anh nghĩ vậy. Dạ. Ví dụ bạn gái anh mà thích cái gì thì anh có mua cái đó không? Cái đó còn phải tùy. Tùy cái yêu cầu nó có hợp lý hay không. Với lại là hồi nãy giờ mình nói chuyện qua bức màn á, bây giờ thì hiện tại á, là anh có giống như những gì mà em tưởng tượng không? Thí dụ mà có giống á thì được bao nhiêu phần trăm? Em cũng không tưởng tượng ra được anh như thế nào. Vậy giờ anh như thế này nè. Em thấy anh có ổn không? Chị thấy quá ổn nè. Dạ nhìn thấy cũng được. Cũng được. Anh thấy anh cũng ổn lắm. Dạ. Anh cũng ổn sao anh bị ế? Dạ, cái đó là có nhiều lý do nữa chị. Bình thường thì ngoài cái thời gian mà bán ở quán ra thì lúc rảnh em có làm gì không? Dạ không. Tại vì em cũng ít đi đâu chơi. Vậy mốt ví dụ mà có quen nhau là thấy là cũng có cơ hội mà em đi chơi. Tại vì anh rất là thích đi chơi. Còn thôi uống cà phê ở nhà em cũng được. Cùng lắm rồi mốt à. Một ngày uống cà phê 2 lần, sáng anh uống của mẹ đó. Không uống thiếu nha. Tôi thích cặp này rồi đó nha. Chúng ta sẽ để tay vào nút đỏ. 3 giây bắt đầu. 1. Tim tôi đập đó chứ phải tim của hai bạn đâu. 2. Vui đó bà. Sao vậy? Sao hấp tấp vậy? Dạ. Sao hấp tấp chưa đến 3 mà? Tại sợ bấm 3 lỡ nó muộn quá chị. Còn em sao bấm nhanh vậy? Em biết. Trời đứng có lắc chưa? Em cũng không biết. Mà cái này có hơi ẹo á nha. Hồi nãy nó không thích ẹo mà thấy bên đây là có hơi ẹo đó. Trẻ con đó nha. Dạ thật ra có chút xíu cũng dễ thương chị. Cáo trợ thì mới đó mà dạ, thật lòng. Dạ em gia giảm chút xíu. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta có thể nắm tay nhau. Chuẩn bị đi coi phim, đi uống cà phê được rồi. Ngon, con ốc không hả? Con ốc là ý nghĩa lắm đó, mình phải ngoéo. Dạ, cái này là hứa gì phải ngoéo đó, phải ngoéo. Chúng ta sẽ đến với vòng quay số may mắn. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. À. Học y sĩ, dược sĩ, sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm. Đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng. Cái gì? Sao em sợ? Dạ, tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen cái người ta chưa biết gì hết trơn. Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn. Dạ cả hai. Giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ.
Giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia cùng quý khán giả. Em xin giới thiệu tên họ đầy đủ là Nguyễn Trọng Nhân, đến từ vùng đất nắng gió kiên cường Tây Ninh quê em. Một ngày đẹp trời, bồi hồi nhận ra là mình bị ế, cho nên đăng ký. Bạn muốn hẹn hò, cậy nhờ ông Mai, bà mối trợ giúp. Nếu thoát được ế, cảm ơn vạn lần. Em xin hết ạ. Hy vọng ngày hôm nay chuyến xe Tây Ninh chuyển bánh chở những niềm vui hớn hở đón em về. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Diễm My, em 24 tuổi, quê ở Cà Mau. Hiện tại em làm ở Sài Gòn. À, em làm công việc gì? Dạ, em làm công nhân. Bây giờ ở quận mấy? Dạ, quận Bình Tân. Lên đây lâu chưa? Dạ, mới lên, tại mới ra trường rồi lên luôn. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. Học y sĩ, dược sĩ, sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm à. Em học dược trung hay là? Dạ, dược trung ạ. Vậy sao giờ mình không đi tìm những cái tiệm thuốc, mình vô làm cho người ta, sẵn mình lấy kinh nghiệm luôn mà mình đi làm công nhân? Tại em cũng có học y á, nên em cũng có kinh nghiệm bên y rồi, nên giờ kiếm tiền thôi. Trời ơi, tôi chưa thấy cô gái nào lạ vậy luôn, học ra có bằng cấp đàng hoàng, giờ đi làm công nhân để kiếm tiền cái đã. Rất hay. Em cũng học y, nhưng mà em học bên xét nghiệm. Em đang công tác tại một phòng xét nghiệm của bệnh viện huyện. À, xét nghiệm tức là vô lấy máu trước là xét đó hả? Dạ đúng rồi. À, người lấy máu của người khác nhiều nhất đây. Vậy là hai người cũng có một chút xíu gọi là phù hợp với nhau trong công việc, sau này cũng hỗ trợ được nhau ha. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em cởi mở, hòa đồng, mỗi cái thì em cũng biết chút nấu ăn đồ. Còn khuyết điểm của em là tánh tình của em nó hơi già so với lại bề ngoài của em. Tánh tình thôi đúng không? Là sở thích của em thì nó là trồng hoa và nuôi cá. Dạ. Tính tình hơi già là chỗ đó ha. Dạ. Không vậy cho nó yên bình em ơi. Giờ dạ, anh thấy là trồng hoa nuôi cá nó yên bình được rồi. Dạ, bạn em nói em sắp về hưu rồi. Ưu điểm cái khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là chắc hơi vui tính. Nếu mà gặp người lạ thì ít nói, nhưng mà gặp người quen á thì khùng lắm. Dạ không sao đâu, em cũng khùng lắm ạ. Tình trường em sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường của em như tờ giấy trắng ạ. Không có mối tình nào luôn. Dạ. Có cảm giác yêu thương gì chưa? Dạ có, thì cũng có quen, nhưng mà chưa tới cảm giác yêu thương thì đã không tiếp tục. Quen bao lâu? Quen không bao lâu? Thì có bạn tìm hiểu nhiều nhất thì chắc cũng được 3 tháng à. Có thích con trai không? Dạ không ạ. Chắc chắn là thích con gái đúng không? Dạ thích con gái mới đăng ký chị. Tình trường của em gái sao? Dạ em có 3 mối tình. À, mối tình sâu đậm nhất là dài nhất sau này là bao lâu? 3 năm mà. Lý do sao 3 năm mà chia tay em? Công tác cũng xa rồi lăng nhăng. Lăng nhăng hiện được. Trời ơi, bao lâu rồi? Chắc 2 tháng. Cái gì mới chia tay có 2 tháng à hả? Rồi bây giờ quên bạn trai chưa? Tại bạn đó lăng nhăng rồi người này người kia. Em cũng biết lâu rồi, cũng tha thứ rồi. Cứ vậy hoài, chứng nào tật nấy phải không? Dạ. Ôi, chào em gái xinh đẹp. Chào anh ạ. Mới có 2 tháng thôi, có còn giữ kỷ niệm gì không? Dạ không, xóa sạch. Nhưng mà em đăng ký chương trình mà muốn hẹn hò bao lâu rồi? 3 năm rồi. Cái gì? Làm sao? Bị rối vậy? Dạ tại lúc đó là em chưa có quen á, nên em đi học Cần Thơ á. À lúc đăng ký mà muốn hẹn hò là chưa quen cái anh đó? Dạ chưa quen. Rồi cái em đăng ký thì trong quá trình em cũng có tìm hiểu. À dạ. Rồi chia tay xong chương trình điện là em đi luôn. Trời đất ơi. Coi như là trong thời gian chờ đợi chương trình gọi là em đã quen được một mối tình và chia tay luôn rồi đó. Là hên là chương trình gọi ngay lúc mới chia tay 2 tháng là lên luôn. Anh tưởng đâu nói chương trình báo em bỏ ông kia. Em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Dạ người chững chạc, vui tính nhưng mà vui đúng chỗ, mà nhây đúng lúc nữa. Không hiền quá nhưng mà cũng hiền với em được rồi. Em cao 1m62, bạn nó phải cao 1m7 hoặc 75. Đừng có đô quá vừa được rồi. Dạ, không có đô lắm rồi. Trồng hoa nuôi cá thôi, không đô lắm được rồi. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm, đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng. Cái gì? Sao em sợ? Dạ, tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen á, cái người ta chưa biết gì hết trơn. Dạ dạ, bạn nữ bên kia cần biết gì? Em biết, em cần biết gì, em cần biết gì ạ? Giống như là hẹn hò, người ta cũng bắt mình chủ động nữa hay gì kia đó. À, dạ. Em biết hẹn hò không? Hẹn hò em biết, chủ động được. Chủ động được, còn dạ, gì nữa? Nhìn với em thích bạn trai ngực bự. Gì? Ngực bự là ưỡn sao? Ngực, ưỡn ngực cái bự. Dạ ưỡn lên hả? Ưỡn có bự không?
Nguyễn Linh được không? Cỡ anh được không? Không cần, không cần đẹp mà. Miếng ngực bự đúng không? Dạ dạ. Chị em, tôi nghĩ yêu cầu này phải của đàn ông chứ ta. Ngực cực bự chị không, em. Dạ tại em thích gì đó. Thích. Dạ bụng đụng phệ quá. Không, bụng thon lắm. Dạ dạ. Bụng cũng cỡ anh được không? Không, cũng vô được ạ. Cũng vô được đúng không? Dạ. Nhưng mà có kinh nghiệm này nè. Dạ. Biết hung chưa? Dạ hung má được rồi. Hung má rồi. Đó, rồi. Dạ, vậy là dạ. Chưa có kinh nghiệm rồi. Dạ kinh nghiệm tới đó chắc được rồi chứ. Được không? Cái đó được không? Này chắc vậy đào tạo lại quá. Ta đào tạo lại được. Rồi anh đăng ký đi học luôn. Ok. Đào tạo lại là được trời mẹ ơi. Trời đất ơi, bữa nay đàn trai lép dế rồi nha. Để tôi qua tôi coi, nhưng mà nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Thì có 2 năm. 2 năm. 2 năm nữa mới đủ đủ tiền để mở tiệm. À, giờ người ta có tiền ta cho mở tiệm, đầu tư mở tiệm mà chịu không? Chị thì em rút ngắn lại một tí ạ. À, bên đây thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Tầm 1 năm rồi. À, mình có cùng nhau rồi hỗ trợ giúp đỡ rồi cho bạn gái sớm sớm mở cái tiệm bán thuốc tại nhà rồi sinh con đẻ cái lập nghiệp. Dạ, luôn. Cái đó thì được. Nhà em thì chị họ của em cũng có nhà thuốc tây ở nhà. Một mẫu người bạn gái như thế nào? 10 năm trước thì mỗi người bạn gái em có 10 chỉ tiêu. Mỗi một năm nó mất liền chỉ tiêu. Giờ hình như là cũng còn có 1-2 chỉ tiêu rồi. Không cần đẹp, dễ thương là được rồi. Rồi. Ngoan, hiền với lại biết lễ phép là được rồi. Có đủ luôn. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cằn nhằn với lại tính ghen, không có chăm chút cho việc nhà. Mà nó nghe nè, sao để móng tay chi dài dữ vậy em? Dạ. Cái gì? Có nhiều những cái công tác trong công việc cần ạ. Ủa, làm nó gì? Nhanh gọn hơn là mình đi kiếm cái đồ. Cái đồ. Ủa, làm dạ. Xét nghiệm mà lẻ móng tay nhiều là dơ lắm đó chị. Ờ đúng rồi đó. Dạ vô đó là đeo bao tay mà. Đâu có bao tay lủng bao tay sao? Dạ bao tay của em đúng size của em, không bao giờ lủng. Bao tay thì chỉ có bao tay mỏ nó mới dày thôi anh, còn bao tay thường nó đâu có dày. Đúng chưa? Chung ngành tao biết. Bao tay mà. Nào cũng đeo được hết, tại vì size lớn thì nó không bao giờ lủng được đâu ạ. À. Em thấy thường thường trai mà lẻ móng tay là cái tính hơi nghi nghi. Trai mà để móng tay là hay gì nè. Đứng lên thì kiểm tra. Dạ. Thôi. Được chị. Có ngực bự không? Dạ. Dạ. Em đủ tự tin, em nghĩ là em sẽ hung được không? Dạ, tự tin được. Tự thì tự bạn đó bên kia bạn có kêu là có đào tạo. Huấn luyện đào tạo đó vậy, em cũng đăng ký đi học rồi. À, được rồi. Dạ. Đứng đi. Thôi bây giờ vậy mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với mẹ, chị gái với em trai ạ. À, dạ. Chào cô Cát Tường, chào chú Hoàng Linh. Linh. Chào quý khán giả. Tôi mẹ Diễm My. À, theo nhận xét của tôi thì tôi thấy cháu trai bên đây thì cũng vui tính. Thì tôi cũng mong sao cháu với Diễm My được bấm nút để tới hôn nhân thì tôi rất vui. Cô Cà Mau mới lên luôn á hả? Dạ. Ở dưới làm gì, nghề gì cô? À, tôi mua bán gà vịt chú. Cô nghe con mình lên chương trình cô đến thăm thôi đúng không? Dạ. Rồi chiều cô về đúng không? Dạ. Chiều cô vẫn để tương lai về được không? Cái đó cũng chưa biết được vì không biết sao. À, để coi nó, để nó nhận xét rồi từ từ mới mình mới biết được chứ. Cô, bây cô giờ yêu cầu gì nó không cô? Dạ yêu cũng... cầu gì nhắn nó luôn đi. chưa biết được chú. Nói vài câu với gọi là má vợ tương lai có thể đó em. À, dạ thì nhìn con, cô kìa, nhìn cô nói đi. Dạ, con không có hứa là sẽ cho em tất cả những thứ mà em muốn. Nhưng mà con hứa sẽ cho em tất cả những thứ mà con có. À, cô chào chú. Dạ. Rồi, bên đây nhà trai mình có ai nè? Em đi với lại hai người phụ nữ quan trọng là mẹ với lại em gái của em ạ. Xin chào và anh Hoàng Linh với lại chị Cát Tường ạ. Dạ. Chào quý vị khán chào giả cô. Trường quay. Nhân thì ở nhà rất là hiền và biết quan tâm tới mọi người. Cái phần mà tới giờ này mà cháu chưa có bạn gái á, là cũng là do lo đi học quá. Học xong rồi ra trường kiếm việc làm. Việc làm xong rồi chờ ổn định thì mới nghĩ tới là riêng tư. Yeah. Thì nãy giờ cô thấy cháu cũng ngoan, cũng hiền, nói chuyện cũng vui vẻ. Dáng dấp đó thì cũng xinh. Nếu mà về được làm dâu nhà cô thì cũng không có gì là khó khăn đâu. Tại vì nhà cô là cán bộ viên chức không à. Ba mẹ và Nhân cũng đi làm hết. Chỉ còn em là đi học thôi. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Hôm nay đàn trai có một vài câu nói với đàn gái chút xíu đi. Có hai bà xui nè. Tây Ninh với Cà Mau gặp nhau.
tiến lại gần nó một vài câu với nhau đi, biết đâu sau này mình thông gia nhau sao, đúng không? Dạ, tiến tới phía trước đi cô. Nó... chị nhận xét về thế nào hiện trai em ạ? À? Tôi thì nhận xét cháu thì thấy cũng nói chuyện dễ thương, khiêm tốn, lịch sự. Thì nhà mình thì ở Cà Mau, nhưng mà quê ngoại của Nhân á là chính thức là cũng ở miền Tây, Long An. Nếu như mà mình có duyên á, về làm xui với nhau. Đây cũng muốn là đi xa để tìm hiểu. Về chị cũng... có ngại là gả con ở xa không? Không, chị duyên nợ của nó tới đâu thì tôi cũng chấp nhận thôi. Biết đâu đúng không? Đó! Trời ơi! Dễ thương quá à! Dễ thương quá! Biết đâu chúng ta sẽ là thông gia với nhau. Dạ, mà cũng là thông gia ta cũng có thể là những người bạn rất tốt với nhau. Và ngày hôm nay cũng là một cơ duyên để hai người phụ nữ chưa bao giờ biết nhau, ở rất xa nhau, đã gặp nhau trò chuyện như là chị em với nhau ha. Chúc mừng điều đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ kéo rào để cho hai bạn trẻ gặp nhau và trò chuyện. Anh có món quà gửi tặng em ha. Dạ, cảm ơn anh ạ. À, sở thích lúc rảnh rỗi của em là làm cái gì ạ? Em hay chạy xe đi hóng gió á. Mà bạn em chở mà tại em không có xe. Anh cũng thích đi hóng gió này, có về thì anh về anh chở em đi hóng gió được. Rồi em có nhận xét gì về anh không? Hơi hiền, tính tình chắc cũng kỹ. Nói chung là môi trường bệnh viện thì em cũng biết rồi, phải kỹ thôi. Anh thấy em thế nào? Hồi hộp, em rất là xinh. Anh thấy là thấy thích. Nhân, em thấy ngực anh thế nào? À, em thấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn của em không? Dạ chắc cũng hơi, nó chỉ hơi bự thôi chứ nó chưa bự. Người ưỡn ưỡn ngực ra nhá, trời ơi. Dạ anh ơi, cái này có thể cắt được không? À được, cái đúng này rồi. Thì mình cái này thì bỏ được bình thường. 2 năm nữa thì có sao quá không? Anh tính 1 năm. Tại giờ em đang kiếm vốn á. Kiếm vốn là đó, em kiếm một mình, còn nếu mà kiếm hai mình thì rút ngắn lại được không? Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn. Dạ. Cả hai. Bây giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Vốn mở tiền thuốc tây khoảng nhiêu? Dạ em chưa biết nữa. Ủa trời ơi, thì sao em tính chưa? Là 2 năm em đi làm 2 năm tại em. Dạ nghỉ 2 năm rồi sẽ đủ. Vốn tiền thuốc tây thêm khoảng nhiêu em trai? Dạ tùy theo quy mô thôi ạ. Tùy theo quy mô mình bán ở tỉnh hay ở huyện hay ở xã thôi. Thì khoảng nhiêu? Nói chung là khoảng tầm 100 triệu đổ lại. Trời ơi. À, không tới đâu. Anh thấy không tới. Em nghĩ là hơn anh. Anh thấy không tới đâu. Nếu mà kẹt quá sách bịch ra ngồi bán cũng được. Ở nhà thì cũng có tiền thuốc tây, anh cũng hay chạy ra thì thấy cũng không đến nỗi phải nặng vốn gì đâu. Anh cho mình gói đầu được mà. Ừ. Bán thuốc tây mình gói đầu được. Ôi, vậy đơn giản rồi. Dạ. Sao? Thì mình chỉ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu thôi, còn thuốc thì mình gói đầu được. Em định về quê bán đúng không? Dạ, tại em cũng không thích sống ở thành phố. Dạ, vậy chắc cũng phù hợp với lại sở thích về hưu của anh. Hai người gặp nhau được đấy. Nhưng mà về Tây Ninh hay là về Cà Mau? Dạ, em có làm dâu được không? Nói dạ được á. Nói chung là mẹ anh cũng không có yêu cầu làm dâu đâu, nhưng mà tại vì trai lớn trong nhà thì nhà cửa cũng có sẵn rồi. Thì được thì tốt nhất là vậy thôi. Dạ em nghĩ là tính của em sẽ hợp, tại em cũng biết lo lắng cho nhà. Nhưng bây giờ chưa tới chuyện đám cưới, là còn 2 năm nữa nè. Bây giờ hẹn hò đang ở xa thì từng hẹn gặp nhau được mấy lần để mà tìm hiểu mới rút nhanh mới cưới được chứ. Hàng tuần thì nếu mà không trực thì một tuần lễ em có thể xuống Sài Gòn được. Dạ, thì hẹn hò cũng dễ, không đến nỗi khó đâu ạ. Dạ. Anh nghĩ là em phải xuống nhiều hơn đó. Em làm ca đúng không? Em làm theo ca. Dạ em làm ca 12 tiếng. Dạ. Cực ạ, làm cực lắm ạ. Dạ, lúc trẻ thì gán hả? Anh biết nhậu mà. Giao tiếp thì chắc là được, anh rượu thì anh không uống được nhiều. Em thích người uống nhiều. Trời đất ơi. Cái này tập cũng được luôn nữa. Có thể là đi giao tiếp được nhưng mà tới chừng mực nào đó. Thì rồi. Đúng rồi, anh nói là anh uống giao tiếp được thì ai giao tiếp với anh bao nhiêu thì anh giao tiếp. Tại vì anh giao tiếp thường thường mấy thùng mà. Trời ơi. Thì đối tượng giao tiếp với mình bao nhiêu thùng thì mình giao tiếp lại y hệt đó. Thôi không ẩu nha. Đối tượng uống chừng 3 thùng là anh chết, không có giao tiếp nổi đâu. Con gái uống được không? Em uống được không? Dạ dân miền Tây thì người nào cũng biết uống rượu hết à. Dạ đúng rồi. Em uống được mấy lít? Em uống được chứ 1000 ml quá. Cũng được, vậy có thể là nếu mà anh cũng hơi sơ sức qua bên rượu thì chắc em cứu anh được á. Anh có hút thuốc không ạ? Không. Đừng có nói em thích người hút thuốc nha.
Dạ không, tại vì em bị dị ứng thuốc. À, tốt. Nguyên nhà nãy giờ mới thấy bình thường lại rồi đó. Dạ, nguyên nhà của em là dị ứng với khói thuốc luôn, không có tiếp xúc được. Rồi, thôi bây giờ trao đổi vậy cũng đủ rồi. Bây giờ bạn trai mình nói một gì đó tỏ tình, hay là mình hát một bài hát tỏ tình với bạn gái đi, rồi mình kết thúc cái cuộc nói chuyện này. Dạ, vậy thì em cũng xin hát tặng bạn với lại khán giả một bài ạ. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Làm như cái nghề của nó cũng giận như bài hát á. Đi vô mà thấy khám bệnh mấy người lấy máu cứ nắm tay vô thật chặt, nó chặt để nó nổi gân lên nó lấy đúng không em? Dạ đúng rồi. Bây giờ để tay vào đây, để tay vào đây. Hai bà thông gia là hợp rồi đó. Gọi là tương lai cũng đã gặp nhau rồi, cũng rất là yêu thương nhau, hung nhau rồi. Giờ mình chờ hai nhỏ nó hung thôi. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm mà. À. Rồi. Nắm tay nhau thật chặt, nắm tay nhau thật lâu. Dạ. Dạ tại vì kỹ năng cũng non yếu thì con cũng xin phép cô. Dạ. Thôi ơi, nhẹ nhàng lắm. Bạn trai cô gái đưa cái má nhẹ quá. Trời ơi, nhẹ nhàng tới lắm. Dễ thương gì đâu. Rất là hạnh phúc ha. Đây là những vé xem phim. Tìm rồi, nhau chúc các bạn hạnh phúc. Trời ơi đó, thấy chưa, một tia nắng ấm không? Ai vậy ta? Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Trời, dễ thương quá. Vậy mà ai nói là 27 em? Thì bây giờ mới đó. Phải suy nghĩ, tức là đập thùng nguyên đai nguyên kiện, hay là nghĩa là chỉ có là chưa có tình yêu thôi đúng không? Còn con gái, bạn gái là đã biết gì đến bạn gái, con gái chưa? Ý chị Vân hỏi là em có thể là một người đàn ông đích thực không? Dạ chắc chắn ạ. Vậy giờ chị hỏi em nè, em có thích đập thùng không? À, em cũng không biết nữa chị. Không biết nữa chị ơi. Cũng thích đập lắm. Gì vậy? Gì mà hung à? Mẹ lên. Đó, bây giờ cần phải mạnh mẽ nè. Đó. Là Hiền, em 26 tuổi và em tính từ Thanh Hóa. Em đang làm gì? Dạ em mở shop đồ nhỏ bán ở nhà. Bán tại Thanh Hóa luôn hả Hiền? Dạ không, em làm ở trong Hồ Chí Minh ạ. Dạ quận 4 ạ. Còn bạn bên kia? Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào toàn thể quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Minh. Năm nay em 28 tuổi. Em đến từ thành phố Vũng Tàu. Và hiện đang sinh sống và làm việc tại quận 9 Hồ Chí Minh. Em làm gì? Dạ em làm trợ lý cho một công ty bất động sản. Em có ưu điểm khuyết điểm gì Minh? Ưu điểm của em là năng động, hòa đồng và em có thể ca hát. Ca hát hả? Thể thao. Hát cho nó vui vui coi nè. Em có chuẩn bị trước một ca khúc mang tên Ánh Nắng Của Anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy. Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói.
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Wow. Những giai điệu âm nhạc đầu tiên sẽ gửi gắm một cái điều gì đó qua bên đàn gái đó. Em hình dung cái người bạn trai bên đây làm sao? Nghe giọng ấm ấm chị, có vẻ nhìn hiền hiền. Hiền hiền hả? Dạ. Ừ, nhìn có đẹp không? Thấy giọng ngọt vậy chắc cũng được được, đẹp trai đó. Được được phải không? Em xanh lên ảnh đề nghị em hát cái bài Sung Sung, mà em hát cái bài gì xìu quá vậy? Tình cảm thì mình mới đẩy tiết tấu lên. Đừng có bên để người ta đang nói chuyện, đang sát hạch đàn trai mắc cười. Dạ, em chào chị. Chào em. Bài này theo như chị nghe là em đã chuẩn bị để em đến chương trình. Đúng không? Em là một người rất là nội tâm đúng không? Dạ đúng đó. Chị thấy em á, từ cách nói nè, giống như chị suy nghĩ, chị nói trời ơi trợ lý giám đốc mà em nói rất là chậm nha, điềm tĩnh chậm quá. Có thể là đấy. Trước đấy đấy có trước thể khi bước vào đây á là em có run không? Giờ hỏi nghe có run không nè? Dạ em có. Đang run đúng không? Cho nên chị muốn em phải hoạt bát lên là sôi động. Em thấy anh Linh không? Từng đó tuổi rồi mà anh hoạt bát kinh hoàng luôn, đốt cháy giai đoạn anh có thể nói trong một phút 100 từ được. Nói nhanh lên, tiết tấu lên. Bây giờ khuyết điểm em làm gì nói cho bà mối nghe coi. Là hơi chậm đúng không? Dạ đúng đó. Ta có khuyết điểm mà. Dạ đúng à. Đó thay vì ta gật đầu cái dạ đúng rồi. Làm gì tấn công làng trai vậy, để từ từ nó bình tĩnh coi. Nói nghe nè, bên đây là một tia nắng ấm. Bên đây cũng là sôi với được. Cho nên là ấm hả? Đây cũng nóng lắm à. Nè, ra đây, ra đây, ra đây. Trời ơi. Đó, thấy chưa, một tia nắng ấm không? Ai vậy ta? Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Trời dễ thương quá. Vậy mà ai nói là 27, em 27 đúng không? Hay là 26? Dạ, sinh năm 93. Là 26. Trời ơi, dễ thương. Làm người mẫu được nè, đóng phim được nè, mà không biết làm ca sĩ được hay không, hát được không? Hát được nhưng mà hát dở thôi ạ. Thử thử câu rồi bé. Dạ được, thử câu. Nào. Tôi ơi buồn làm gì, tôi ơi bước đi đi, đừng hoài mong nữa, anh ấy không yêu mình đâu mà. Đã cô phải giận lòng, quên anh chẳng an tâm. Vì em cảm thấy ai kia không yêu anh thật lòng. Em vẫn cứ chờ hoài, em không bỏ anh đi. Dù cuộc đời sóng gió có mỏi mệt thì anh hãy quay về đây, em lo lắng cho anh. Cái câu chúc hạ là câu đó thôi. Anh hãy quay về đây, em lo lắng cho anh. Em ơi, em thấy cái là em hát theo liền à. Giới thiệu em gái bên đây, em trai cũng dễ thương nha. Chung là bên đó cao bao nhiêu thì bên đây cũng có thể đáp ứng cao bấy nhiêu. Em cao bao nhiêu vậy cưng? Từ mét 9 cho lên. Để đi anh. Để anh lo. Em cao bao nhiêu? Em cao bao nhiêu? Không ta... cần hỏi, nhìn là biết 1m9 rồi. Nhưng mà người ta không có biết phân định về chiều cao. Rồi từ từ để nó đứng nè. coi rồi nó hợp hay không thôi. Bên kia cho tôi biết là ưu điểm thế nào đi. Ưu điểm của em là gì? Em nấu ăn được. Một cái là không thích nấu ăn thôi. Nhưng mà ngon không? Dạ nấu ăn được là ăn cũng ngon ngon đó. Em yên tâm, anh nấu ăn cho em ăn. Thấy chưa? Thấy không? Thấy nhanh nhẹn rồi đó. Thấy em yên tâm, anh sẽ nấu cho em ăn. Rồi. Có thể là không ngon thôi. Có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm là không thích nấu ăn. Ủa gì kỳ vậy? Biết nấu ăn về khuyết điểm không biết nấu ăn? Không thích nấu ăn. À. Dạ. Nói chung là em lười đi chơi. Chưa có người yêu lười đi chơi, chứ có người yêu rồi bắt đi chơi hoài à. Ủa em lười đi chơi hả? Mà không có kẻ để đi á chị. Rồi, bây giờ em tìm kẻ để đi chơi. Hết ngày hôm nay mình sẽ đi chơi đó mà. Đúng không? Rồi bây giờ em trai, đường tình duyên thế nào kể lớn lớn cho đàn gái ta nghe chứ nè. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Thực sự thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có luôn. Ê. Trai tân nha. Còn nguyên thùng luôn đó hả? Nguyên thùng kiện nha. Còn có tem nha. Của em. Em cũng xinh gái. Ý quên. Em cũng đẹp trai dễ thương. Dạ. Mà sao lại ế? Dạ vì em nhát. Em nhát. Thứ hai nữa là vì trước đây thì ngoại hình của em rất xấu. Không lẽ lúc đó em lùng giờ em cao? Không, ngày xưa là em rất là gầy. Đen đủi rồi tóc tai dài này kia nữa. Thì cái đó cũng là một cái khuyết điểm mà đến bây giờ em mới khắc phục. Em gầy chứ đâu phải, em đâu có xấu đâu. Dạ xấu lắm anh. Nhiều lúc em tự ti về cái tự ti ngoại hình của em. Không, em thút lên cũng ngon lắm nha. Cạo láng cái đầu, không, cắt gọn lại xíu ha. Trang trí chút xíu, mặc đồ vest lên cũng như xói ca lắm á. Đó lý do. 28 tuổi rồi á. Ừ.
28 tuổi nhưng mà nhìn mà tưởng còn... đâu là 21, 22 thôi hả? À? Mà nguyên đai nguyên kiện luôn. Nguyên y chang. Nhiều khi á, những như vậy nó bị bất ổn về tâm sinh lý đó. Đâu có bất ổn. Thiệt, trời không đất nghe. Ơi, cái tuổi mà của đàn ông con trai là từ 22 cho tới 28 tuổi là cái thời kỳ gọi là đỉnh cao của sức khỏe. Hồi nãy không nghe mà... tôi nói hả, lúc ta ổn cái trạng thái cơ thể nó không có tốt á. Nó đen đuổi rồi nó ốm quá. Cái đó quá. Là về hình dáng thôi. Còn trạng thái cơ thể liên quan gì tới cái đen đuổi với cái ốm. Người khác người ta thấy ta không yêu, ta không có, ta sợ giống. Thì bây giờ mới á. Phải suy nghĩ tức là đập thùng nguyên đai nguyên kiện. Hay là nghĩa là chỉ có là chưa có tình yêu thôi đúng không? Còn con gái, bạn gái là đã biết gì đến bạn gái con gái chưa? Ý chị Vân hỏi là em có thể là một người đàn ông đích thực không? Dạ chắc chắn ạ. Em có cảm giác gì một cô con gái đứng trước mặt em không? Nếu như đó là người mang đến cho em một cảm xúc mà cảm thấy rằng em rung động á thì chắc chắn là em sẽ là một người đàn ông. Em thấy ngay khác... lúc đấy, ngay khác... lúc đấy. Ngay lúc đấy luôn hả? Dạ. Hay vậy. Bây giờ em có bao giờ em tưởng tượng là em sẽ hôn một người nào đó chưa? Dạ em có. Tưởng tượng lúc em thấy sao? Em thấy nó bình thường. Tại vì chưa tưởng tượng ra đó là ai anh ạ. Em có nghĩ lúc nào đó em hôn một người nào đó không? Dạ có. Thì lúc đó trạng thái em sao? Chắc là thích lắm. Thích lắm. Em ơi nhưng mà 28 năm qua là em đã từng có cái cảm giác là yêu một người nào chưa? Dạ em có nhiều chứ. Có nhiều đấy à. Đây là đàn ông đích thực đấy. Còn em sao? Em thì cũng mới một mối tình thôi chị. Lâu chưa? Cũng lâu rồi chị, hơn một năm. Chia tay hơn một năm rồi. Dạ. Mối tình cũng kéo dài tại vì em yêu cũng chung thủy lắm chị. Yêu bao lâu? Hơn 4 năm chị. Hơn 4 năm. Vậy là dài đó. Và mới chia tay một năm. Tại sao chia tay vậy? Em cũng có một gia đình nhưng người đó không đáp ứng được cho em. Vậy giờ chị hỏi em nè, em có thích đập thùng không? Em cũng không biết nữa chị, chưa đập được nữa. Chưa có nắm là mình khả năng mình đập nổi không? Không biết nữa chị ơi, cũng thích đập lắm. Vậy em muốn tìm một người yêu như thế nào? Em thì em thích người yêu của em hơi có da có thịt một tí. Em muốn thích gầy đâu. Không. Đừng có gầy nha. Ngon lắm rồi, hồi xưa thôi. Giờ thì thịt cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà hơi mỡ chút xíu. Mỡ không sao. Em thích tập, mỡ. Tập gym nha. Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là anh á. Cái bề ngoài anh kiểu như là có da có thịt. Có da có thịt, tức là mập cũng được đó. Em ơi em trai ơi, em có hình dung cái người bạn gái bên đây như thế nào không? Em nghĩ là một cô gái nên mặc váy. Ôi hay quá, em hay quá. Váy, có váy. Tóc dài ngang lưng. Hay quá trời, em hay quá. Có ngang lưng. Trời ơi. Khoảng 1m6. Em 1m67 lần đó. Biết ông chưa? Ơi 1m67 là thường là rất là xinh đẹp. Bây giờ mình gặp gỡ gia đình hai bên đi. Nên em đi với ai vậy? Dạ em đi với lại mẹ em, chị em. Em trai em họ. Trời bản thân ơi. Cả nhà luôn hả? Đại gia đình luôn. Đại rồi. Gia đình ạ. Chào đại gia đình nhà gái. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Hiền ạ. Chưa, chị gái xinh chưa? Dạ em chào chị. Đoán em. Bạn trai bên này á thì rất là hiền, rất là dễ thương. Thì nếu mà được thì hai bạn cũng tạo điều kiện cho nhau bấm nút để tìm hiểu có thêm một người bạn. Và nếu tiến xa hơn nữa thì chúng ta làm đám cưới thôi. Hay dạ. Quá. Cảm ơn chị. Rồi cho gặp mẹ đi. Chào cô. Dạ, dạ. Chào hai MC, chào tất cả các vị khán giả. Chào cháu ạ. Mẹ thấy anh bên này đẹp, hiền. Hai đứa cho nhau cơ hội nhấn nút nha. Đấy, thấy chưa? Đó, mẹ ra dấu rồi đó. Mẹ nói là nhấn nút nha. Nhấn nút nha. Phải nhấn thôi. Rồi cảm ơn gia đình. Trai đi với ai? Em đi cùng với lại anh em cùng cơ quan ạ. Anh em cùng cơ quan rồi, mời đại diện đàn trai. Em xin chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân và họ nhà gái. Em tên là Khoa và em là đồng nghiệp cũng như là bạn học của Minh từ hồi lớp 12 đến giờ. Minh ở ngoài đời rất là nhanh nhẹn nha em, chứ không phải chậm chạp như vậy đâu. Nhưng tại vì lên trên truyền hình rất là ngại á. Có cái ưu điểm là trong công việc thì nhanh nhẹn mà về nhà nấu ăn rất là ngon. Ở cùng với em cho nên là nấu ăn thì nấu cho em ăn. Dạ. Ở cùng với em lâu chưa? Ở chung thì khoảng đó, khoảng 2 năm nay ạ. Em có người yêu chưa? Em chưa luôn. Ở chung với nhau như vậy á, thì có khi nào em thấy có bạn gái nào đến tìm Minh thì, không? Thì riêng về khoảng các mối quan hệ với các bạn gái thì chậm lắm. Minh rất là chậm khi mà quan hệ giao tiếp với bạn gái. Dạ đúng rồi. Còn em thì với phụ nữ thì thế nào? Nói chung bọn em cũng mãi làm ăn á. Rồi đâm ra là đến bây giờ vẫn chưa có ai em có bạn gái luôn.
Dạ. Em ấy luôn vậy đó hả? Ấy luôn. Em nhiêu tuổi rồi? Em bằng tuổi em học cùng với Minh ạ. Hai người chưa có bạn gái, ở chung bây giờ. Lại cũng ế luôn. Hai người cùng ế luôn. Mà không bao giờ có một bóng dáng người phụ nữ đến chung phòng của hai người. Hai bạn có dắt nhau đi khám phá ngoài luồng không? Có rủ nhau đi bia ôm đồ. Ôm đâu ra đấy trời ơi. Thì phải hỏi chứ. Hỏi tự nhiên đang hỏi bia ôm để hỏi nhỏ thôi. Em có đi bia ôm? Dạ không ạ. Ừ, không luôn. Có đi karaoke nhưng mà bia ôm thì bọn em không biết. Thì nó chơi vui thôi. Bạn gái bên này rất là cao ráo và rất hợp với mình. Thì nếu mà mình không bấm là Khoa Linh không bấm á. Trời ơi, nếu mình không bấm là Khoa Linh không bấm. Cái này được nè. Rồi em xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Bên nhà gái tôi dặn dò chút xíu. Dặn cái gì? Bây giờ bạn Minh nè, bạn cố gắng nha. Khi mà cái rào này mở ra một cái là bạn phải hoạt bát, bạn phải linh hoạt. Chứ không có chậm chạp nữa nghe chưa. Mạnh mẽ nha. Lên. Nhanh nhẹn lên nha. Bắt đầu mở rào. Thoải mái. Không gian này là của em đó. Chào em. Dạ chào anh ạ. Anh có món quà gửi đến tặng em. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Cái này là cái đèn ngủ kèm quạt luôn. Cái nào quá. Cảm ơn em. Dạ. Thôi, tối nay về coi như ngủ có cái quạt. Mát dữ luôn. Em tặng bạn nữ là cái gối để ngủ ở xe ô tô. Và bạn nữ cũng tặng lại em cái quạt này cũng dùng để trên xe ô tô luôn. Hôm nay thì anh sẽ về dưới Vũng Tàu. Nếu như mà em rảnh, anh mời em đi coi như là chuyến du lịch. Em biết Vũng Tàu đúng không? Dạ em biết ạ. Ừ. Anh ơi, nhà nhưng anh mà người ta đi với gia đình, dạ, một đại gia đình anh có mời hết được không? Đông lắm luôn anh. Dạ. Khang à. Cháu mời cô, mời chị cùng các em. Nếu như mà có thời gian thì về Vũng Tàu chơi cùng với lại cháu ạ. Để anh lo xe 30 chỗ ngồi cho. Hai trẻ nói chuyện với nhau đi nào, xứng đôi vừa lứa quá đi. Quan điểm của em về tình yêu như thế nào? Em thì chung thủy. Em muốn anh chung thủy. Em cũng chung thủy mà. Có bắt buộc là anh không được phép ra ngoài đường phải không? À không, cái này là chung thủy chứ không phải là đặng ghen thái quá đâu anh. Giả sử bây giờ anh chở bạn của anh đi chơi ngoài đường, bạn đó là bạn nữ, vô tình em nhìn thấy, em sẽ thế nào? Nếu mà em biết người đó thì không sao. Còn nếu em không biết? Em sẽ hỏi chứ. À, đúng rồi. Ngay lúc đấy luôn. Ngay lúc đấy anh đang là... đi làm sao mà em chặn là em hỏi được, em sẽ hỏi sau. Chận liền chứ em, chận liền chứ mắc gì trời. Chụm liền chị là chận xe tại chỗ liền. Hỏi anh đang đi với ai. Cô này là cái gì á? Không, ví dụ mà đang đi lướt qua cái mình chụm không nổi đâu chị. Rượt theo. Rượt theo. Nhiều khi em cũng phải rượt theo á. Để từ từ về nhà hỏi. Trời mắc cười quá, hỏi chối sao, khùng quá. Nếu anh gặp trường hợp như vậy, anh chỉ nhắn tin cho em thôi. Chứ anh không bao giờ mà chạy lên chặn xe. Anh tôn trọng em. Vậy là yên tâm rồi đó ha. Mình gặp bạn này á, mình thấy sao? Cái ấn tượng ban đầu của em về bạn thì rất tốt. Con tim em sao, có đập loạn lên không? Nó đập nhanh hơn bình thường ạ. Bạn này có cái nét của Đông Nhi này, rất là đẹp luôn á. Em cười rất là đẹp Minh, em có cái răng khểnh rất là đáng yêu. Thí dụ như giờ hai bên đồng ý, hiểu nhau rồi, bao lâu tụi em có thể nghĩ đến cái chuyện là kết hôn với nhau? Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, em chuẩn bị chưa? Em cũng sẵn sàng từ lâu quá anh. Vậy thì càng nhanh càng tốt. Em có ngại việc làm dâu không? Ngại thì không ngại, nhưng mà nếu mà sống riêng thì sẽ thoải mái hơn. Mà làm dâu mà không biết nấu ăn. Thì tại làm vì em nấu ăn thì sao? Em có thể nấu ăn được. Nhưng mà khi nấu ăn xong là em không có thể ăn được nữa. Tại vì em làm biếng ăn lắm. Vậy thì anh có thể nấu cho em ăn hàng ngày. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau nè, mình suy nghĩ gì về người đối diện? Anh với em là cũng là có duyên, rất có duyên mới được gặp. Thì anh cũng mong rằng cơ hội lần này anh sẽ nắm bắt. Hy vọng em cũng vậy. Hết thời gian, còn nắm bắt hay không chúng ta sẽ xem kết quả từ nút bấm. Hai bạn để tay vào nút bấm đi. Chúng ta bấm nút là quyết định riêng của chúng ta. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 3 2. Hết thời gian. Ủa, xem bấm rồi mà nó. Em có bấm, anh thấy em bấm nãy giờ. Anh mà máy cầm hai cái cặp này hồi hộp quá à. Cái nút bấm này nó cũng giống như dẫn chơi. Bạn ấy rung quá, bạn ấy bấm ở ngoài không à. Em trai rất là thật lòng. Chưa có yêu lần nào mà anh thấy rằng ở bên đàn trai có một sự chân thành. Có mẹ và gia đình,
mình mạnh mẽ lên, mình hứa điều gì đi. Cháu nghĩ rằng hôm nay đến được chương trình này thì cháu với lại em rất là có duyên rồi. Thì cháu cũng hy vọng rằng sau một thời gian tìm hiểu này, xin phép được cho cháu về chơi với nhà mình. Nếu như bọn cháu đến được với hôn nhân á, cháu hứa với cô rằng con gái của cô sẽ là người hạnh phúc nhất. Đó, ghê không? Ăn nói rất là gãy gọn mà chồng mà chắc vâng à. Hai đứa này sinh con đẹp lắm mà nha. Rồi bây giờ mình xin phép mẹ cho đặt nụ hôn đầu tiên. Chưa bao giờ hôn, mới có tưởng tượng thôi đó. Bây giờ hôn thiệt rồi nè. Dạ xin phép cô, xin phép chị. Ơi. Đây. Hôn má, cái phọt mát của người ta là hôn má. Thấy chưa, thấy cô gái chưa? Thấy người ta chưa, mạnh mẽ chưa? Anh thích vậy. Trời ơi, gì vậy? Ông hửi tóc đó ông ơi. Ông hôn cho đàng hoàng, ông hửi cái tóc là sao trời. Gì vậy? Gì mà hôn à? Mẹ lên. Đó, bây giờ cần phải mạnh mẽ nè. Đó. Trời ơi, không lẽ tôi đi theo hai đứa này luôn chứ thiệt á. Nhớ là có tin vui là báo liền nha. Rất là đẹp đôi. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đưa tặng các bạn. Đến đó xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Nụ cười của anh dễ thương không chị? Anh nãy giờ đâu có cười đâu, anh rung muốn chết, anh có cười đâu mà biết. Rồi cũng được, không có hô, yên tâm. Thêm chị Tường ơi. Gì nữa? Kiểm tra cho em là anh sạch sẽ không chị? Người thì đen chứ không có trắng nhưng mà sạch sẽ. Dạ anh có cảm nhận gì về em không ạ? Anh cảm nhận là em rất đẹp á. Em đang làm ở đâu? Dạ em đang làm ở Bình Thạnh á. Trời chắc ngắm tới sáng luôn á. Anh chưa bao giờ hồi hộp như ngày hôm nay. Nắm tay mà hồi hộp quá, anh mong muốn ngày đó sẽ tới. Gì đó. Nói đi. Anh chưa bao giờ hộp như ngày hôm nay. Anh mong muốn ngày hẹn hò sẽ ngày đó sẽ tới. Mời bạn nữ. À mời em. Mời bạn nam. Mời đi em. Mời em gái giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào em. Em tên có 4 chữ T ạ. Trần Thị Thanh Thảo ạ. Năm nay em 29 tuổi. Về em ở Phú Yên và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh bất động sản. Mời bạn trai giới thiệu. Anh chào Quyền Linh, anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Em tên là Trương Đình Đạt. 34 tuổi. Đến từ Bình Định. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì đúng vậy Đạt? Sống ở Bình Định. Bình Định là sát bên Phú Yên rồi, coi như là mình về quê chung rồi đó. Đạt đang làm công việc gì? Em đang quản lý kỹ thuật tại công ty Edwin, cơ khí chế tạo. À, cơ khí chế tạo tức là các loại máy móc đúng không? Đúng rồi. Sao run quá vậy? Em cũng run. Rồi thôi để bạn gái giới thiệu, cái bên kia hít hơi rồi lấy hơi cho bình tĩnh nha. Ưu điểm khuyết điểm của Thảo là gì? Ưu điểm của em là dễ thương, anh nhìn rất là hiền lành, đặc biệt là biết nấu ăn, khéo léo. Em có một số tài lẻ như là biết nhảy múa, cắm hoa và một xíu về ca hát. Rồi khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là vì em hiền lành cho nên là ai nói gì em cũng nghe đó, dễ tin người. Rồi em cũng đôi khi mà em cũng có nóng tính nữa thì em cũng càm ràm xíu. Rồi em trai bên kia bình tĩnh chưa? Rồi chị ơi, giới thiệu ưu điểm khuyết điểm mình. Bây giờ ta đang yoga bên đây đó, thoải mái mạnh mẽ lên coi. Dạ ưu điểm của em là nhớ rất lâu á, làm việc rất tập trung. Còn khuyết điểm là làm việc quá đâm say mơ nên quên thời gian. Em hắt dơ, sợ rắn và rất ghét người bất hiếu á. Em thì hiếu thảo lắm anh ơi. Con trai sao sợ rắn rồi? Tự nhiên sợ vậy anh. Một là em chạy, hai là em lấy cây đuổi đi. Ủa em gái tuổi gì em? Em tuổi con rồng. Hả? Con rồng ghê hơn rắn nữa đó. Đạt tuổi con gì? Tuổi con heo á, Quý Hợi á. Quý Hợi, hợp, rất là hợp. Bạn gái chia sẻ đi, đường tình trường bạn như thế nào rồi? Tình trường của em là trải qua 20 tinh ạ. Lúc mà đại học á, thì em quen được 2 năm. Sau khi mà đi ra trường thì em có quen thêm 3 năm nữa. Em cũng có quen anh mối tình đó, cũng sinh năm cùng Quý Hợi, cũng 34 tuổi. À, bằng tuổi anh bển. Dạ, nhưng mà khi mà em xác định tiến đến hôn nhân á thì bạn kia chưa có sẵn sàng. Bây giờ em hỏi anh bên kia, anh muốn tiến tới hôn nhân chưa? Chứ anh bên kia anh cũng chăm chú làm việc dữ lắm luôn đó. Dạ, không biết là anh có sẵn sàng tiến đến hôn nhân không anh ạ? Sẵn sàng em ơi. Đạt cả bao nhiêu mối tình rồi Đạt? Dạ, 2 mối tình anh. Mối tình gần dây nhất là bao lâu rồi? Cách đây 2 năm rồi. Tại sao lại chia tay? Do lúc đó là hai người tính cách không hợp, em bận rộn công việc quá chứ là đó, ít dành thời gian cho người yêu nên đó, hai người chia tay. Quen mấy năm mà chia tay? Quen
2 năm. Sao cái lý do giống như bên đây chia tay bạn trai quá vậy trời? Mà bây giờ anh muốn lấy vợ thì anh phải tập trung, có dành thời gian cho cái người bạn gái của mình để tìm hiểu mới tiến tới hôn nhân được chứ Đạt. Dạ công việc em thì cũng ổn rồi chị, sẵn sàng dành cho người thời gian cho người yêu. Nha. Rồi cái mẫu người bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là hiền lành, cái nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam là yêu chồng thương con với biết chăm lo gia đình. Chiều cao thì khoảng 1m55 đến 1m6. Em mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ mẫu người bạn trai của em cao là trên 1m65, mập cũng được, hói cũng được, nhưng mà đừng có hô. Về tính tin là em thích cái người đó là vui vẻ, hòa đồng được, giao tiếp được, hiếu thảo. Em đặc biệt là quan trọng cái người hiếu thảo và không hút thuốc. Em muốn cái người đó nói chung là cũng gần tương đối giống như là ba em và anh em vậy đó. Dạ anh Đạt, anh có biết hút thuốc hay không anh? Anh còn nhỏ vậy không hút thuốc nha. Được rồi ạ. Anh có cờ bạc không ạ? Không luôn em. Dạ. Sao em thấy anh không có dạng dĩ, không có nói chuyện được. Em cần một người bản lĩnh. Do là lên đám đông nên run xíu, nhưng anh rất bản lĩnh và tính anh á là chững chạc nhưng ít nói. Nhưng khi viết công việc anh rất bản lĩnh. Quản lý kỹ thuật là cũng bản lĩnh lắm á. Giờ em hát bài cho cậu nghe cho nó xôm xôm chút coi. Cho cậu nói nãy giờ cậu nói em nói ít quá. Em hát dở lắm mà. Kệ nó, hát vui là chính thôi. Tạo không khí cho cổ yên tâm vậy mà. Bài gì cũng được. Em hát à? Rồi. Sợ lắm kêu ai tìm dài khờ, sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặt tự gian, anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Bây giờ quá phải không? Ngồi yoga không à? Ngồi yoga không hả? Vậy nè, hiền không á. Sao anh quản lý mà anh trung dữ vậy anh? Rồi có hai người anh có nói nhiều không? Cô này là cổ thích người nói nhiều hơn cổ một chút, cổ ít nói lắm. Cô hiền dữ lắm, đẹp lắm à. Em nói nhiều lắm chị. Nói nhiều lắm à. Là đám đông thì rung thôi chứ hai người thì không rung phải không? Rồi vậy anh có chủ động không? Có, em chủ động. Có hả? Thì nãy giờ chưa thấy chủ động. Vậy lát kéo màn lên phải chủ động nha. Chị Tường kiểm tra cho em ảnh có mũi cao không chị? Cao vừa đủ xài. Rồi cười của ảnh dễ thương không chị? Anh nãy giờ đâu có cười đâu, anh rung muốn chết, anh có cười đâu mà biết. Rồi cũng được, không có hô, yên tâm. Thêm chị Tường ơi. Gì nữa? Kiểm tra cho em là ảnh sạch sẽ không chị? Người thì đen chứ không có trắng nhưng mà sạch sẽ. Cảm ơn chị Tường. Trời đất ơi. Hình thức là coi như là người đi làm chứ không phải là dạng bóng bẩy. Dạ. Dễ thương quá. Ủa em sợ đàn ông ở dơ lắm hả? Em không sợ đàn ông ở dơ mà em sợ là cái người đó không có biết chăm lo cho bản thân của họ thì sẽ không có chăm lo được con cái và vợ. Em không thích đàn ông gì nữa? Vui hơn tí và phải chủ động hơn. Thôi để chút gặp nhau để cảm nhận nhiều hơn ha. Dạ. Chứ này anh cũng đang hồi hộp, nhiều khi gặp em hồi hộp hơn. Hôm nay nhà gái mình đi với ai? Em đi với ai nè? Dạ em có ba em, anh em của em, hai người trong công ty nữa. Chung là cả gia đình luôn. Nói chung cả nhà như cơ quan luôn á. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Chào Cát Tường. Nãy giờ nói chung là cũng thấy anh Đạt bên này thì cũng chững chạc, hai con thì thấy cũng hợp đấy. Ba cũng mong muốn đến chương trình này hai con phải cho một cơ hội để tìm hiểu, đi đến hôn nhân là cái điều chính nhất. Dạ, tại nãy giờ thấy là bạn gái là toàn muốn tìm tiêu chuẩn là phải giống như là ba. Dạ, à, bên đây Đạt là nó cũng có tương đối là không giống hút thuốc nè. Dạ. Cờ bạc thì không thì được rồi, hai điểm điểm đó là đủ lo cho gia đình tốt rồi. Dạ. Đấy, em cũng chào bác ha. Dạ, chào con. Dạ, bác nếu như con có lấy con gái của bác thì con sẽ chăm sóc chu đáo cho con gái của bác ha. Mình phải làm một cái bờ vai mạnh mẽ như vậy mới gọi là xứng đáng tấm chồng để mà người phụ nữ tin cậy. Rồi cảm ơn bác ạ. Rồi hôm nay Đạt đi với ai? Vợ chồng em gái em trai với mấy bạn hả chị? Em ruột á hả? Em ruột. Dạ em chào em Vương Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em thấy chị bên này cũng dễ thương, hiền lành, thì em thấy hai anh chị hợp nhau. Nếu có cơ hội thì anh chị cho cơ hội đến với nhau. Dạ cảm ơn. Thôi bây giờ kéo màn lên cảm nhận thôi. Quan trọng là hai bạn đó. Bắt đầu. Đó chủ động đi Đạt. Dạ em xin chào anh. Dạ anh có cảm nhận gì về em không ạ? Anh cảm nhận là em rất đẹp á. Em đang làm ở đâu? Dạ em đang làm ở Bình Thạnh á. Gia đình anh có mấy người vậy ạ? Gia đình anh là có 4 anh em. Đúng anh là con thứ mấy? Anh có một anh đầu, anh thứ hai, anh thứ ba á, dạng thứ ba.
Còn hai đứa em nữa? Dạ cũng giống như em. Cho em hỏi gia đình, công việc và bản thân của anh á. Anh sẽ phân bố thời gian của mình thế nào? Anh là ưu tiên cho gia đình trước. Dạ. Xong tới công việc, xong tới bản thân. Bình thường thì anh làm á, sau giờ làm thì anh làm những gì? Sau giờ làm anh còn làm thêm một số việc nữa. Anh là bên cơ khí chạy tàu máy. Dạ. Anh làm xong là anh gì? Anh làm cho cái xưởng của bạn anh nữa. Anh làm giờ hành chính từ 7 giờ đến 4 giờ chiều. Khi mà nếu không có hẹn thì anh làm tới khoảng 8-9 giờ với anh về nhà. Đó, cái đó là bình thường, còn nếu mà có tình yêu rồi thì anh sẽ dành thời gian thế nào anh? Lúc đó các từ việc bận thì anh sẽ thu xếp trước hoặc là gặp sau, quan tâm tới người yêu sau. Còn nếu từng đó là nếu như là không có việc bận thì anh sẽ bình thường thì là quan tâm tới người yêu. Anh có phải là người khô khan không anh? Em không cần phải lãng mạn lắm, em ở cần thực tế, nhưng mà mình phải biết tạo dựng cái niềm vui khen quá. Người ít nói thôi chứ anh cũng lãng mạn lắm, anh không khoan. Anh lãng mạn thì anh làm những gì cho em, giả sử như vậy ạ? Sinh nhật thì anh có thể là anh làm việc bất ngờ, là chúc mừng sinh nhật bất ngờ em hay là tặng món quà hà ho này đó. Phụ nữ thì rất thích tặng hoa, nhưng mà nãy giờ em toàn là chủ động em nói với anh không à, anh có gì anh hỏi về em không? Cảm nhận của gái là như thế nào, nói luôn đi. Anh cảm nhận em là một người nói chuyện rất hay. Dạ, không biết sao hôm nay em lên nói chuyện cũng bản tự nhiên đây. Thôi cô ấy bản lĩnh đấy, rất rõ ràng đấy. Em thích người bản lĩnh hơn em. Anh có cái gì muốn hỏi em nữa không? Chứ nãy giờ em chưa có muốn thấy anh hỏi gì. Đàn ông phải bản lĩnh lên, chứ ngồi im hồi ta không nghĩ bản lĩnh, ta nghĩ bản lề là mệt lắm. Em là một người rất là nói chuyện rất là hay. Trái tính là rất là mạnh mẽ, với lại là một người là có kiến thức xã hội rộng, hiểu biết nhiều, hiểu rộng. Em có thích cô gái ngồi đối diện mình không? Thích anh, thích. Trái tim có rung động không? Dạ có. Anh thì không thích, không có lạng một cái cách là tôn thờ một tình yêu dạng dạng chắc đánh. Anh hy vọng em thấy anh thấy em rất hợp, anh hy vọng là anh có thời gian để tìm hiểu em nhiều hơn vậy thôi đó. Dạ. Hồi nãy anh nói anh thích chủ động. Bây giờ anh đứng lên, nãy giờ người ta hỏi không à. Anh đứng lên anh tiến tới lãng mạn, thế anh xin nắm tay anh nói một câu một gì đó, nó cái cảm xúc của anh hiện tại hay là anh đang cảm thấy người ấy như thế nào. Rồi mình về chỗ mình quyết định có bấm nút hay không, chứ anh tôi như vậy chắc tới. Anh không được bấm quá. Giá như bây giờ trời đổ mưa, hai đứa mình không có áo mưa, nắm tay chứ đâu phải mình phanh tay. Đi lang thang ngoài mưa, tặng hoa ngoài mưa gì đó lãng mạn. Cây câu anh quá, anh rung quá đen, anh bấm độn nãy giờ anh chưa độn thổ được. Bình tĩnh đi anh, tại vì em lên đây em trước là em rất là run, nhưng mà lên đây rồi không có gì mà phải run á, anh phải bản lĩnh mới giữ được em. Nói đi, nói. Tội cho nó bấm tới sáng luôn á. Anh chưa bao giờ hồi hộp như ngày hôm nay, nắm tay mà hồi hộp của anh mong muốn ngày đó sẽ tới gì đó. Nói đi. Anh chưa bao giờ hợp như ngày hôm nay. Em mong muốn ngày hẹn hò sẽ thì đó sẽ tới. Rồi được rồi anh. Rồi. Được rồi anh lên, anh run quá. Rồi kịp quá. Rồi hết thời này gian. Chắc cũng nhát gái lắm đây. Rồi để tao nút bấm đi các bạn. Có thể trước đám đông người ta nhát vậy thôi, nhưng khi về cuộc sống gia đình hai người thì người ta không như vậy đâu. Bây giờ là giờ phút chúng ta lắng động, suy nghĩ lại để nghe, cảm nhận nhịp đập trái tim của mình. Nhắm mắt lại để hình dung về cái người bên kia có thật sự là một cái người mà mình đang mong muốn, có cho mình một cái cảm giác gì đó an toàn để có thể gửi gắm được cái tình cảm của mình hay chưa. Suy nghĩ thật kỹ nha. Cái quyết định bấm hay không bấm nó quan trọng lắm, có thể nói là nó thay đổi cả cái vận mệnh của mình, tình duyên của mình đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tôi lo, tôi cứ lo, tôi phải nói giúp cho bạn đó. Có thấy tôi nói giúp không? Sẽ có. Cầm bấm. Ôi, đáng lên trai. Cô gái này rất là bản lĩnh đấy, ha. Lấy được cô vợ thế này là phải nói cũng tốt lắm. Nhưng mà hãy cố gắng gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Cô ấy cần một sự mạnh mẽ bằng ông, giống như là ba cô gái nói cần một sự mạnh mẽ lên em trai nhé. Không, thật ra chị nghĩ anh chỉ ít nói thôi, chứ còn đó là cũng là một mẫu người đàn ông để có thể dựa dẫm được. Đấy, hai người hợp đấy. Hợp. Đẹp trai đẹp gái. Đây là chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Một Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản.
Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân thì bạn sẽ nhận được TV 50 inch. Chúc mừng các bạn. Nhưng mà nhân tiện đây thì Tường cũng muốn bạn trai hứa một câu gì đó với bác Ngụ. Hứa với bác là con. Hồi nãy là chưa bấm nút, bây giờ bấm rồi. Mạnh hứa mẽ gì đó. Ai người cha ta rất thương con gái mà người ta đang cũng rất là lo lắng. Con hứa là con sẽ mạnh mẽ hơn nữa đó, quan tâm chăm sóc với em nhiều nhiều hơn. Giờ nói xong thở ra. Nhớ bạn ấy tên gì không? Thanh Thảo ạ. Hay quá, tưởng luôn. Cảm ơn anh rung quá, bên đây hồi hộp á. Rồi. Chưa hôn nhau không được xuống. Xin bác trai đi. Hả? Xin bác trai đi nói. Bác trai cho con hôn đó. Lớn lên bác chưa nghe kìa. Dạ con thưa xin bác trai con hôn em. Mạnh mẽ lên. Bác kêu mạnh mẽ lên kìa. Dạ thưa con bà, dạ thưa bác trai, cho con hôn em Thảo. Rồi đó, bác nói rồi kìa. Dạ em cũng có lời cảm ơn đến anh Linh, chị Tường cùng quý vị khán giả và ban tổ chức đã tạo cho em đến một cái sân chơi tìm người tương lai của em. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Nhớ đám cưới mời anh nha. Anh đi ngang Quy Nhơn đi về Bình Định luôn. Nhà anh ở đó mà. Rồi, hai bạn đi thoải mái đi tâm sự đi. Cặp này cũng xứng đôi.